đây xin giới thiệu quý vị và các bạn. Đây là một cái chậu mà tôi có. Cái giống cây này nó cũng nó nở ra như là một cái hoa hồng vậy. Và cái tên của nó người ta gọi là hen and chick, tức là gà mẹ ăn gà con đó quý vị. Thì đây là những cái hoa nhỏ của nó nè, để tôi trồng trong một cái chậu mới. Nó còn rất là nhiều đất, nên là quý vị các bạn thấy các hoa nó bắt đầu nó nở ra và nó còn những cái chỗ trống, sau này thì nó sẽ nở đầy hết á. Ra cái cây con đó, có một cây con mà cái đây là cái hoa lớn nè. Đó, cái hoa lớn nó sẽ dày nó đẹp như thế này, quý vị thấy không? Thực sự ra lúc đầu tôi trồng, tôi chỉ trồng có ba cái hoa lớn thôi, là một cái hoa này, một cái hoa lớn ở bên cạnh này, đó là cái hoa lớn thứ hai. Thì hai cái hoa này, quý vị các bạn thấy là nó bắt đầu nó nở ra những cái hoa con nè, đó nó nở chung quanh nó, đầu nó rễ cho bò ngầm ở dưới mặt đất, bắt đầu như cái cây này nó là 3-4 cây này nè. Là nhiều không? Và cây bên cái cây lớn ở bên này thì quý vị thấy cái đây là cái cây lớn tôi trồng nè, thì đây nó không thấy nó đẻ được ra ba cái cây nhỏ rồi đây nè. Còn cái cây lớn mà thứ ba, tại tôi trồng ba cây thì cái cây này nó mới còn nguyên, là nó chưa có đẻ ra cây con nào hết, bởi vậy nên chung quanh nó thì còn trống rất là nhiều. Và hai cái cây này nó đẻ rồi, thì bây giờ là mới cái khoảng tháng giêng ha, tôi trồng tôi để trong nhà ở trong cửa kính, nhưng mà mai mốt tới mùa hè lên một cái là quý vị và các bạn sẽ thấy, là tôi sẽ chụp lại cho quý vị các bạn xem, nó sẽ đẻ đầy hết, nó đầy hết cái cây này, nó đầy hết cái chậu, và lúc đó cái chậu quý vị sẽ thấy không còn có chỗ nào hở. Nhưng mà nếu quý vị để ý thì cái loại này cái lá nó hơi khác ha, cái lá nó sẽ khác với cái lá hồi nãy tôi chụp cho quý vị xem. Và thực sự ra cái này nó cũng là loại succulent thôi, nhưng mà cái bố cục cái lá nó hơi khác, cái lá nó mỏng hơn, nó nhọn hơn, và nó nhìn nó giống như cái hoa, nó một mình nó thôi, nó đẹp, thật là đẹp luôn á, như là một cái hoa vậy. Thì cái loại này nó không dễ trồng. Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay quý vị và các bạn khỏe không? Hôm nay là một buổi sáng cuối tuần, trời mát quá quý vị. Tôi ra vườn và để ý thấy cái chậu hen and chick này quý vị, chậu gà mẹ ăn gà con nè. Hôm nay nó lớn như thế này nè quý vị, mấy cái con nhỏ nhỏ rồi bắt đầu nó lớn, và hai cái thằng mẹ, ba cái thằng mẹ lúc đầu đó quý vị, thì một cái thằng mẹ này nó là nó lên đồng đồng nữa quý vị, cái này là nó sẽ lên hoa đó quý vị. Nó không có đẻ ra cây con. Còn hai cái thằng này là nó đẻ ra cây con, thì cái đám cây con của nó bắt đầu nó nở to, nó chật hết trơn rồi đó quý vị. Và cái thằng thứ ba, tức là lúc đầu tôi dâm thì tôi chỉ có ba cái thôi đó quý vị, thì cái thằng thứ ba này nó lên đồng đồng rồi quý vị, và nó sẽ ra hoa đó. Quay để chia sẻ với quý vị cái chậu hen and chick của tôi, ra ngoài sân thì cái hoa nó lớn như vậy đó quý vị, và trông rất là thoải mái, tại vì ở ngoài sân thì nó có nắng có nước đầy đủ, tối đến nó có sương, nó lớn như vậy nhìn đẹp quý vị nha.